Các bạn thân mến, ngày đầu xuân tôi đang có mặt tại Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình. Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng tôi về quê để thăm gia đình của một nhân vật nổi tiếng, một nhân vật vừa mới cưới vợ xong. Và chúng ta sẽ cùng xem gia đình trẻ đó là ai. Chúc mừng năm mới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Chào chúc mừng năm mới cô chú, có một chút quà. Mừng năm mới và mừng sức khỏe cô chú ạ. Năm mới. Đầu xuân năm mới thì chú dạ. Thay mặt gia đình thì chúc sức khỏe cháu. Dạ. Sáng năm mới mạnh khỏe này. Vâng, gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Bây giờ mời cháu vào trong nhà uống nước. Dạ vâng ạ, chào cảm ơn chú ạ. Cô chú ơi, năm nay Tết Giáp Thìn của cô chú cũng khác. Năm nay là thêm một thành viên mới, thêm một con dâu mới nên là gia đình nó vẫn khác hơn nhiều. Thế là có cô dâu cả rồi đúng không? Tức là anh của Hậu là đã cưới rồi. Anh Hậu cưới được 5 năm rồi. Và đấy nó có được một đứa cháu lớn rồi đấy. Thế năm vừa rồi là bố mẹ có giục phải cưới không hay là tự quyết định của hai đôi bạn trẻ? Hẹn hò với nhau cũng được một thời gian rồi thì cũng đủ chín chắn rồi và đi đến quyết định thành lập gia đình. Đấy là do vợ chồng nó, vì thực tế của nó là bố mẹ giục cũng chả được. Vâng. Vì thực sự của nó yêu nhau 3 năm nay rồi, bảo thôi thì thế nào chứ bây giờ đấy, thế nào bảo thôi thế thì bọn con cưới và đấy tùy. Bố mẹ có hỏi tình hình thế nào không? Thế trước khi mà cưới vợ thì Hậu ngoài chuyện là tập luyện thì chắc ngày Tết cũng có thời gian cho gia đình đúng không ạ? Vì thực tế của nó là năm nay là Hậu bị chấn thương thì là còn có thời gian về nhà hơn. Mọi năm là có 27, 28 mới về em ạ. Nó sẽ tùy theo giải đấu của bọn em và có những năm mà em không ăn Tết ở nhà. Chẳng hạn như năm 2019 lúc ấy là em đi sang nước ngoài đá và em ăn Tết ở Hà Lan. Không thể về được, không thể xin về được. Đúng còn không? Có một năm em ở Hàn. Chữa đầu. Là em đi chữa chấn thương ở Hàn Quốc. Thì mọi người ăn Tết xong rồi ngày mùng 10 em mới về. Thế nhưng mà nếu mà về nhà thì sẽ làm gì? Mọi Tết bình thường ấy thì em cũng đi cùng với mẹ đi xuống chợ để chuẩn bị mua đồ Tết và mua những đồ ăn để về làm những cái món ăn cho ngày Tết. Thế năm nay là anh này nhiều trách nhiệm hơn, không chỉ lo cho gia đình mà bố lại là con trưởng đúng không? Vâng ạ. Thì chắc chắn là phải lo nhiều hơn mà còn gia đình nhỏ nữa. Vâng, nói chung là không khí Tết ở quê thì em nghĩ là rất là ấm cúng, rất là vui. Khi mà những ngày Tết thì họ hàng sẽ tụ tập vào một nhà, chẳng hạn như nhà em là nhà trưởng thì họ hàng sẽ quây quần vào nhà trưởng nhà em đón xuân năm mới. Thế còn với My thì sao? Theo anh biết là lần đầu tiên một cô gái Hà Nội bỏ Hà Nội vào ngày mùng 1 Tết để về quê chồng đúng không? Thực ra là cũng có bỡ ngỡ. Bình thường những năm trước là mùng 2 em về thì em cũng chỉ về được có tầm nửa ngày thôi. Xong sau đó em lại phải lên Hà Nội. Nhưng mà năm nay là được ở đây nên là cũng vừa được đón giao thừa cùng với cả bố mẹ nữa. Mà cũng vừa được hưởng thụ trọn vẹn mùng 1 đi lễ chùa cùng với cả mọi người. Rồi những cái trải nghiệm mới như là lần đầu được gói bánh chưng rồi tự luộc bánh chưng cùng với mọi người luôn. Xong sau đó là đón giao thừa cùng với cả bố mẹ và cùng với chồng nữa. Em nghĩ đây cũng là một cái mà rất là mới. Ngày Tết cháu cũng nghĩ là thời điểm mà tất cả mọi người đều có rất nhiều ước nguyện. Điều mong ước của cô chú năm nay là gì ạ? Năm nay cô chú thực sự nói là cũng rất là mong muốn làm sao như vậy là cuối năm sáng năm như vậy là thêm được một thành viên mới nữa. Thế còn với Hậu và My? Thực sự là sang năm Giáp Thìn này thì gia đình em cũng rất là mong muốn sẽ đón thêm thành viên gia đình và năm tới sẽ được bế con để đi họ hàng để chúc Tết họ hàng. Thế là trưởng thành lắm rồi. Và năm mới cũng mong muốn sẽ được đi ra lễ chùa và cầu cho những người xung quanh sẽ được bình an khỏe mạnh và công việc luôn luôn thuận lợi. Thực ra là anh đến
Đúng lúc nhà em cũng đang chuẩn bị đi chùa. Chuẩn bị đi chùa đấy. Nên đây thì em cũng tiện luôn, em cũng mời anh đi ra chùa cùng gia đình em. Hay quá, không hay quá. Mời chú đi ra chùa. Vâng, đi chùa đầu năm là phong tục của tất cả mọi người Việt Nam. Và cháu cũng cảm thấy rất may mắn. Đúng lúc như này lại được đi chùa cầu an luôn ở đây. Thế thôi mình đi nhờ. Dạ vâng. Dạ vâng, cứ đi. Cháu xin cảm ơn cô chú, hôm nay đến nhà cô chú đầu năm quá vui được gặp cả Hậu My và đặc biệt nữa được đi ra chùa để lễ đầu năm. Nhân đây thì cháu cũng xin được chúc cô chú năm mới Giáp Thìn sẽ có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc Hậu sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, đá thật hay trong tất cả các trận của mình. Còn My thì sẽ luôn luôn là người vợ hiền, đảm đang để chăm sóc để làm sao chồng có những thành tích tốt nhất. Và cũng xin chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, thắng lợi mới trong năm nay ạ. Chú cảm ơn, chú thay mặt gia đình xin cảm ơn các cháu đã cố gắng như vậy bớt chút thời gian đầu xuân năm mới để về cùng với gia đình. Chúng vui được đi dự lễ chùa gia đình như thế này là không có gì rất là may mắn đúng không ạ? Dạ, cảm ơn.